Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng cùng xuất hiện trước công chúng sau vụ việc ở Tây Ban Nha. Tối mùng 5 tháng 12, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cùng xuất hiện tại mini concert The Ballad của ca sĩ. Nhạc sĩ Mắc Anh Tú, nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Với vai trò là giám đốc âm nhạc, Hồ Hoài Anh xuất hiện khá kín đáo với vest đen cùng với đeo khẩu trang. Anh cũng đảm nhận trách nhiệm điều hành chung và không xuất hiện trên sân khấu. Nhạc sĩ sinh năm 1979 này cũng tỏ ra né tránh giới truyền thông. Ngoài nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng cùng vợ cũng đến ủng hộ ca sĩ, nhạc sĩ Mắc Anh Tú. Trước đó, hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang trao đổi với các nhạc công tại buổi tập luyện trước, sâu được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng. Hồi cuối tháng 6 năm 2022, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ Anh 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Sau khi được bảo lãnh về nước ngày 15 tháng 8, Hồ Hoài Anh đã viết bản tường trình và trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Ban Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc Truyền thống về việc đi nước ngoài, không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật viên chức. Hồ Hoài Anh nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc. Sau đó, Hồ Hoài Anh đã xin nghỉ việc không lương tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với lý do việc gia đình và im ắng trong các hoạt động nghệ thuật.